thời bao cấp có cái tàu điện ấy thì hay lên làng Yên Phụ và Nghi Tàm bắt cá. Thì nhớ lại cái tuổi thơ thì mình hay bắt cái cá trọi đánh để rủ các bạn ở xóm chơi này. Thế thì bẵng lên một thời gian rất là lâu, thì phải đến 20 năm thì bắt đầu mình lại quay lại về cái thú chơi cá beta. Em nuôi từ những năm 90 cơ, nó biết trọi nữa thì chỉ con ai cũng mê. Thế là tụ tập nhau rồi nuôi rồi đánh nhau, cho nó đánh nhau rồi là mê thôi. Nó lúc mà nó xù vây thì rất là đẹp, nhưng mà sau này nó còn lai tạo, nó còn đẹp nữa. Thì cá beta thì nó có những cái đặc điểm nó đẹp, cái vẻ đẹp nó khác biệt hơn những loại cá cảnh khác. Nó có cái vẻ đẹp hùng dũng. Thứ nhất là khi mà cá gặp nhau thì thường hay kè và phùng mang lên, lúc ấy trông rất sung mãn. Thế còn khi mà cá bơi đi bơi lại để kè uyển chuyển, bơi dương ra, màu rất là đẹp thì các phái đẹp thì cũng rất là thích. Lâu rồi nhá, thì khi mà cứ đến bữa cho ăn ấy, bạn chỉ cần đi gần vào các cái bể cá thôi, mà vào đúng vào cái giờ mình hay cho ăn nhất định, nên là cá đang tĩnh như này, kể cả mình đang che chắn là cá cũng nhao lên. Thế đâm ra những cái bạn mà chơi cá lâu năm ấy có tình cảm thực sự sâu sắc gắn với ở cá, và ngược lại cá cũng cảm nhận được cái sự chăm sóc của chủ cá. Những con cá có vẻ đẹp bắt mắt quyến rũ nhưng cũng thật mạnh mẽ. Chúng có thể chứng tỏ sức mạnh của mình bất cứ lúc nào khi gặp đối phương. Theo những cái thú chơi bây giờ của giới trẻ thì là mọi người cũng như là các em hay chọn những cái chơi thú chơi là gọi là chơi game hoặc là chơi về trên máy tính, nhưng mà những cái thú chơi đấy mang tính chất cái không gian nó ảo. Chơi cá cảnh này thì nó lại đem lại cho mình thế giới thực, giúp cho con người mình nó thư giãn trong cái những lúc mình làm việc căng thẳng.